làm rõ vụ cô giáo đánh học sinh nguy cơ mù mắt. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Long Hải đã chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra báo cáo sự việc học sinh lớp 1A trường tiểu học xã Thủy Hùng bị cô giáo chủ nhiệm dùng thức kẻ đánh có nguy cơ mù mắt. Liên quan đến thông tin học sinh Đàm Công Minh lớp 1A trường tiểu học xã Thủy Hùng huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn bởi cô giáo chủ nhiệm dùng thức kẻ đánh có nguy cơ mù mắt Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Long Hải đã chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra báo cáo sự việc này. Theo đó, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Long Hải giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc kiểm tra, báo cáo kết quả nội dung các báo phản ánh. Nếu phát hiện có sai phạm, yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 2 năm 2019 tới. Trước đó anh Đàm Văn Bào, phụ huynh của cháu Đàm Công Minh, thấy con trai đi học về bị sưng mắt phải khóc nhiều, gia đình đã đưa cháu Minh đi khám mắt tại một bệnh viện tư và được cho một lọ thuốc nhỏ mắt về để điều trị. Tuy nhiên đến ngày 23 tháng 1, mắt của cháu Minh không có dấu hiệu đỡ, thậm chí sưng to hơn. Khi gia đình gần hỏi, cháu Minh kể lại do nghịch trong lớp nên bị cô giáo chủ nhiệm là Lê Thị Hồng Hờ dùng thước kẻ đánh vào mắt. Cô Hờ cũng dặn cháu Minh không được nói với bố mẹ và bảo con lấy tay chọc vào mắt Chú Minh sau đó được gia đình đưa đi phẫu thuật, cháu phải trải qua hai lần phẫu thuật tiêm nồi nhãn, khâu giác mạc và thay thủy tinh thể. Nhưng theo kết luận của các bác sĩ thì mắt phải của cháu Minh sẽ bị teo đi và tương lai không nhìn thấy ánh sáng. Dù sự việc xảy ra gần một tháng, tới ngày 15 tháng 2, anh Bào mới quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội và làm đơn đề nghị cơ quan công an vào cuộc do bức xúc trước cách xử lý của nhà trường. Theo anh, nhà trường và giáo viên chỉ muốn xử lý theo hướng tình cảm, không có động thái gì thêm. Trong khi tình trạng của con trai anh rất nặng và để lại những tổn hại đến sức khỏe sau này. Cũng liên quan đến sự việc trên, bà Dương Thị Tâm, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Cao Lộc cho biết đã nhận được phản ánh của phụ huynh và đang cùng phối hợp với cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ việc.